ra ngoài. Chưa mời kìa, chưa mời mời nó mới bỏ vô lụm bán mùng 1, mùng 2, mùng 3. Cây qua mai á. Má chồng xuất hiện nha cả nhà. Gì? Ủa, gì vẽ vậy? Ở đâu? Ở đâu mua vậy? Còn không biết nữa, nói chung nhiều khi nó ghiền trăm á mà vô là lựa mấy cây rất là nhỏ luôn. Còn... anh ta rước về kìa. Lấy về à? Nó có chậu cũng vừa để trên bàn á. À, cái đó nhỏ mà. Nó nhỏ 100 đúng rồi má. Cây đó giống gì chứ biết lấy nhiêu, có mười mấy ngàn, 15-20 rồi. Bạn con có làm ai mà. Nó mở cái gì vậy? Đúng rồi, để trên bàn đó. Ở chỗ 7. Bàn làm cái gì? Bàn để đón cho người đó. Tối nay cũng muốn chơi nó gì sân? Hả? Tối nay cũng trên nhà, ai cũng dưới đây. Dạ thờ cúng chả nó đâu cúng đây chứ. À. Ở đây khỏi cúng quỷ ma cũng nhiều lắm. Đúng rồi, cúng lát quỷ ma nhập vô cũng mệt lắm. Nhất là gì chức nè. Thôi má, tôi đi chùa, chùa nước, con tắm. Không ai chở đi, mứng với Yến Tận chở rồi. Vừa á, trời hôm nay bà đi đẹp lắm, bà hỗn tù coi. Thấy con trai tao bữa rồi mua bà cái sắc về, éo anh mua bà cào về lên, tối lên, đánh tiếng lên mẹ tao nó ơn. Trời ơi, có này xin gia đình và đoàn tụ nha, vui vẻ nha. Bao năm tháng rồi chơi với nhóm yêu, yêu quái không mà vợ về chơi. Chơi nhà. Sao gì trước nãy? Nè, coi nè, lúa gãy bấy hết rồi nè. Đẹp rồi kìa. Gãy bấy hết mà rồi. Mà không vậy? Ủa? Nó lấy cho con 7 ngày lận mà. Ờ, uống đều nha. Sáng 2, chiều 2. Đỡ rồi nó xẹp. Cái nào xẹp cái cây xẹp hay chân? Chân xẹp, lá xẹp. Tay rồi nó hộp nhiều quá. Tầm nó đi vô chẳng năng tắt ra chứng một dòng. Xẹp nè. Ba em. Tầm nó đi nha, tắt chứng một dòng rồi tổng tiền, tắt chứng bỏ vô. Ông miệng chứ cái gì cũng nói được đó. Ê, Tết vậy mà chưa hút nhà, thì... Nhà mày có thiếu chứng không? Chị. Tao cho. Trời, nó thiếu kìa. Muốn nó tối nay bán hết đi lấy kìa, thêm 20. Thôi bán đi Sơn ơi, đừng có cho. Tại bữa cho anh chẳng đâu ăn hết rồi. Bà cho mày đem về cho ông buôn đi nấu tối, mày to luôn đi. Không có nha, cần nhà chỉ có hộp gà vịt gà à, bắp xảo với chú muối à, còn hai dư á. Ờ, mày đem về nó bỏ vô, mày mà chút nó bỏ vô cho tao cho ăn rồi bắt tôi đi. Vậy. Nó đi uống cà phê thiếu đầu năm cho bà Châu chửi cô quả trả mà tôi làm trời à. Vậy trời luôn. Tôi vừa qua cái bà nó nói chưa trả tiền. Tôi nói gốc bưng đứa nào là lấy tiền đứa này. Nhớ mày đồ rộng bất ổn cả nhà ơi. Hết người này tới người kia. Dạ bắt chụp hình không à. Tôi chụp chỗ nào cũng nhớ có anh cả mà. Ghê. Ờ anh cả dắt tao ra đâu ăn tôi. Ủa sao chứ cứ nhớ anh cả không nhớ con được đó, con đi nữa nào. Anh cả với vàng còn đi nè, dắt mày ra bán số đâu. Nghĩ gì sao? Còn. Con đi con biết mà. Đợt đó lại quay vườn đi đúng không? À. Thì đó. À, đám con Hương nó cất ra tối giờ đó nó dù lắm. Bởi vậy nó đi về khuya nó đâu có ngủ, nó về nó nhắc mà má nó còn mày hốc bầm tối nay qua bờ qua bên nãy hốc bầm. Bên nào? Qua bên thuyền gì đó phải không? Thôi má, nó bắt chết má. Bên mình đâu? Hồ kỹ con quá không, trời bỏ. Hồ kỹ quá trời rồi hỏi. Hồ kỹ quá trời hả Tâm? Bông đó bông héo còn bông ra nguyên chậu má. Nguyên chậu ở đây cũng có gì hốt. Hốt bông nhân thọ vậy. Đó, đó nhân thọ quá. Đời bà bốt hốt bông cúc chai hốt bông nhân thọ. Mày khùng quá mà, để tối nó ra bán cho thừa đó, mày ngu mình. Tối nay đi hốt. Uống thường cái chân nhà là cái chân chân gì, chân chân hai cái bên nhà á. Ờ, cái đó bông cúc hay bông nhạn thọ? Cái bông mai. À, à nói chung hai loại, loại đó loại nào cũng được, mình thích loại nào. Mình đóng cho thừa đó, cái măng mà mình để ở ngoài á là cũng dành thọ. Ôi, mày bán sao tao không biết, tình trốn tao không biết, tình trốn mua khèo lèo chỉ mất gần mà mai chỉ có bông dạng thợ nó mắc lắm á, nhiều khi người ta mất chậu rồi người ta bán luôn rồi để
cho cúng trước cả nhà. Ôi đừng có chỉ cầm qua đó. Không, Tấn Nguyễn cũng kêu không đi, ta không đi. Trời ơi, ghê không? Ở sáng đâu điện, nó điện ta mà. Chị Quê cha nằm giọng đó mà không có vô nhà. Trời ơi, tiền quá. Vô nhà chi hầm lắm mà ơi. Tao với Quê có cây hay mắc giọng quá ha. Nằm giọng thoải mái. Trời, cái chỗ của tôi rồi, răng hai bên. Ngày đầu đừng nói ngay mã nha, tao không có đi không nha. Có mã đâu má. Đủ má nó nói có nhà riêng mảnh đất mở đủ má tới 25 mới được vô, vô không thấy mã đâu mà thấy tàn là cây. Trời ơi, mấy bà nào có lấy cầm nhớ lấy nó nha. Bắn qua cho Tưởng Nguyện coi nè. Trời ơi, bắn qua nữa kìa, chồng tao mua đất giùm mày đủ má tàu à. Đó nhà em á chơi vậy. Lấy gì ơi, đâu đâu mụn tôi đi đâu đâu mụn tôi rồi. Đó nhà này nhà của gì cầm hả? Ừ. Đó hẻm 409 phường 9 quận 10 đường Nguyễn Chiêu Hương. Mời mời Tuấn Nguyễn, anh Vinh, anh Bảo, anh Hân Trần, chị Quyền, ok. Trời ơi, nhà gì đâu mà có chồng có trứng không à trời. Mua nhà chắc căn nhà ma một tết quá. Ôi cầm gửi cho con ca quá trời ơi. Trời ơi anh Hưng cho em tờ. Ủa này là anh Hưng Trần hả? Ừ. Cái Zalo này của anh Hưng hả? Ừ. Cho em tờ đi anh Hưng. Cảm ơn. Trời ơi bà Trưng. À. Cho cái xe em dậu. Trời ơi đẹp hết cái xe em dậu nè bà. Ôi quên nói gì à. Gì Trưng. Cái mắt tím của anh Trân cha đó. Về cầm da tao gãy rồi. Gãy có tét luôn. Cái bà tôi đeo lên cái nó không thấy đường. Nè có lấy gì vậy không nè. Cái cục đất cô lấy là cái tiếng cũng bảo ra cô đeo lại. Bảo nói cái bà phải cầm đeo không á là bà không thấy đường. Bị con này nè bắn bà ba lần gì đó đeo cái tiếng bảo vô nó thấy. Về tiếng kia cô chửi chó đẻ quá trời em tao. Mất dạy. Mày ghé là tao đem cuốn kẹo ra tao ngồi tao bán cho mày tao không quên nữa tao nhắn Quyền chưa mời ra lụm bông giờ để dành bán mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5 luôn mùng 6 luôn mày dễ cái thùng nước nhà tao có mùng 8 cái thùng nhỏ em tao lụm bán không đó quýnh chồng tao chồng lấy xe nó luôn mua xe của thằng em thứ sáu ta mướn rồi ta mướn làm cái vừa bông đó xong rồi đến ngày đó ta nghỉ rồi ta bỏ nó lựa ra cái bông nào đẹp nó lấy em bông là xấu quá bỏ. Trời đó nãy ta chỉ mày mày chỉ Quyền cha Trần Bình Trọng nghe không. Về đi, về đi đá bông bông bên kia có đậu, có bông rồi có này con chức đi đá ở lòng tuổi cái thằng đó mà chứa bông cái đậu mới gần rẻ mà đó liền rồi con chứa quá lấy đi trà đá rồi bà lấy tiền đó trước nha đi trà đá mà lấy tiền cũng lấy vậy má trà đá thì mày tự lấy mày uống mày không lấy tính tiền thì mày tự mày lấy không phải là mày xin ta rồi mày kêu người ta lấy cho mày thật kỳ vậy. Cứ hầu là phải tính tiền. Má chồng tao nói để cái lò với ba bịch muối hộp á. Má chồng tao nói dầu á, mình tin thôi. Bao đi trời ơi, với yến tử chở đi viên nước tao tắm. Mà con có đồ không tao mua. Tao phải cà sen nè, sẵn á mặc quà. Mua cho má chồng à. Có cà sen á, muốn lấy mình mặc cung mới được, mình mặc cà tê là chắc. Nó đâu có cỡ tù cái tù không phải như vậy mà hả đi á mặc cà te tao kiếm cây hoa hồng vậy nè má nó có một bên má này ngu quá lại thẳng bên đây nè thấy bên gì mặc quá trời thôi chết thẳng tù nó gì mà à thẳng chết thẳng thẳng mà con lái gì nó mày thua 70 ngàn đó má đủ má đủ về mua dưa mắm đó nó gạt tôi á. Lô câu đéo ai bung tiền, có bung ra 7 gọc, 7 đứa chơi.
Tỷ quyển kêu cha mà nói tung tình. Rồi vô cái cậu nó tin cái lòng què thì gạch tùm lum mà mày canh. Đó Tết vậy, sao chụp mấy đầu cũ đi mặc giống Quỳnh có đẹp không? Gắn giả hả? Có gắn giả không? Có. Tôi giờ đông quá, tôi nói ôi làm biến quá, hổ làm. Mùa ở đây hả? Cái ca sớm thì cá dắt lên bảo làm. Trời ơi, nè, muốn tao cái chân chưa làm. Lên bảo làm, đã lên bảo làm. Ôi, đông không? Tại vì vợ nó đông không? Không, cũng ít. Ba con ba thợ luôn mà. Đâu phải một người đâu. Ôi, vợ ông Bảo nó làm. Vợ ông Bảo nó canh kiếm hẹn giờ, hẹn giờ. Đặt lịch trước á. Họ nói nó đi làm rồi phải không? Dạ chết. Đó. Cái chân nữa kìa. Mình nó trắng nó có móng nữa làm mới đẹp. Trời ơi nó đâu có móng đâu. Thôi, lấy về luôn đi. Mình nó trắng giống chị Trân, đâu phải đẹp. Thôi để đó đi. Con đâu. Tối hôm bữa qua mình nghe là bà lấy chai giữ kìa. Không, con muốn chích hai chai cho con. Dạ chồng. Cái chân của hả mà chết là đó. Hả? Ê mặt lộn mày chở con ai vậy? Bụng má bị bắt nha. Tháng này cũng theo tôi nha. Bạn nói gì cơ bà? Mấy nhìn đi. Đi đâu hả? Về hả? Về đá hả? Mấy giờ về tới nhà? Về tới rồi hả? Đi đường nào? Được rồi. Tên nào vậy vậy dở ông thở dở ông đi ông kìa. Mỏ mày xấu quá giống mỏ lùn. Mẹ bà này bỏ cái tộc cho con nó nè, nó đỉnh già mắc dại. Con Vi mà cũng chửi đi chứ đúng rồi. Già này ác lắm. Kháng gì chết rồi luôn. Chết bà.